Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành khoe loạt thành tích khủng vượt Trường Giang, Thu Trang. YouTube mới báo kênh của em vừa tròn 4 triệu subscribe, người theo dõi, em vui quá. Em xin cảm ơn cả nhà. Trấn Thành vui mừng thông báo. Thời đại sống cùng công nghệ, đường đua của các nghệ sĩ không chỉ ở việc đắt xô, đóng nhiều phim hay kiếm được nhiều tiền, mà còn hiển thị qua những con số trên các nền tảng mà khán giả có thể thấy được. Lượng người follow subscribe hiện tại chính là những thước đo ngầm mà nhiều nghệ sĩ luôn mong muốn đạt được càng nhiều càng tốt. Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang là những nghệ sĩ được yêu mến nhất hiện nay. Trấn Thành và những con số biết nói, sự thành công, mức độ nổi tiếng của một người nghệ sĩ, đôi khi nếu để họ tự oan oan công bố sẽ trở nên không hay. Thay vào đó, chúng ta cần những con số biết nói nhằm giúp cả họ và khán giả hiểu rằng ngôi sao này đang ở vị trí nào. Mới đây nhất, Trấn Thành đã tự hào khoe với khán giả loạt thành tích khủng trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Có thể khẳng định Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay. YouTube mới báo kênh của em vừa tròn 4 triệu subscribe, người theo dõi. Em vui quá. Em xin cảm ơn cả nhà. Có những con số cả nhà mình nên làm tròn giùm em luôn nè. Chẳng hạn như Instagram giờ 3,7 triệu, sáng lên 4 nè. Fanpage giờ đang 11 triệu chín mấy rồi. Sáng đẩy lên 12 triệu giùm em luôn, cho đẹp cả đội hình nha. Em yêu cả nhà. Những con số thay lời muốn nói cho vị thế của Trấn Thành. Trường Giang và Thu Trang cũng có cuộc đua ngầm cho ngôi Á quân. Xét ở mảng nghệ sĩ hài, nghệ sĩ tham gia các TV show thì Trường Giang, Thu Trang có lẽ là hai cái tên tám lạng nửa cân với Trấn Thành. Tuy con số chưa thể vượt qua ông xã Harry Won, nhưng đó cũng là thành tích khủng mà ai cũng ao ước. Bất ngờ khi lượng người đăng ký YouTube của cả hai đang ngang nhau. Trường Giang không sử dụng Instagram mà hiện tại chỉ có một fanpage do fan lập, Hẳn Tích Xanh. Ở địa phận Facebook, Thu Trang chỉ kém Trường Giang 500.000 lượt thích. Mặc dù những con số trên đây cũng rất đáng ngưỡng mộ, và phần nào nói lên được sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn chính là con đường nghệ thuật thực sự ngoài đời mà họ cống hiến qua từng sản phẩm chất lượng gửi đến công chúng. Khó khăn kinh tế mùa dịch, vợ chồng Lê Phương thà bán nhà, chứ quyết không rẽ hướng kinh doanh. Khó khăn mùa dịch, Lê Phương và chồng cho biết sẽ gắng cầm cự, nhưng nếu khó khăn quá thì sẽ bán nhà để chuyển sang một nơi khác nhỏ hơn để ở. Trước giai đoạn đang khó khăn của bệnh dịch, hàng loạt những hành nghề trong đó showbiz cũng phải đóng băng hoạt động. Là một nghệ sĩ, Lê Phương cũng đang lâm phải tình trạng điêu đứng, khiến cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn luôn lạc quan và dành thời gian này để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Kinh tế lao đao vì dịch bệnh, Lê Phương và ông xã vẫn luôn suy nghĩ lạc quan tích cực. Chia sẻ về những khó khăn trong mùa dịch, Lê Phương cũng bộc bạch rằng nhờ trước đó cả hai vợ chồng có tiết kiệm được một khoản kha khá nên hiện tại vẫn chưa bị khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, do tình hình vẫn không mấy khả quan nên ông xã cô cũng có những phương án dự bị. Nếu trong trường hợp dịch kéo dài, gia đình khó trụ nổi thì chấp nhận thay đổi môi trường sống, bán căn hộ hiện tại để mua một ngôi nhà nhỏ hơn. Thay vì lo nghĩ, cô chú tâm vào chăm sóc gia đình. Chúng tôi chấp nhận những điều kiện không tốt bằng hiện tại, miễn sao cả nhà vui vẻ đầm ấm, con cái học hành đầy đủ là được. Với chúng tôi, giàu có hay thiếu thốn về vật chất không quan trọng, bằng việc vợ chồng đồng lòng, con cái hiếu thuận, chúng tôi sẵn sàng cùng nhau đón nhận mọi chuyện nên không có gì phải áp lực cả, Lê Phương chia sẻ. Vợ chồng Lê Phương chăm sóc nhau sau những ngày cách ly vì dịch bệnh. Ngoài ra, Lê Phương cũng tâm sự thêm rằng nếu xảy ra tình huống xấu nhất, có thể cô sẽ bán căn hộ, chứ quyết không chuyển hướng sang kinh doanh online. Thời điểm này khá nhiều nghệ sĩ đã chuyển sang bán hàng online và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, theo quan điểm của nữ diễn viên sinh năm 1985, cô khẳng định sẽ không làm bởi sợ mang tiếng. Trước đây đã hơn một lần hình ảnh của Lê Phương bị sử dụng không xin phép để quảng cáo, gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của cô. Dù kinh tế khó khăn, Lê Phương thà bán nhà để chuyển sang nơi khác, chứ quyết không chuyển hướng kinh doanh. Tôi không biết xử trí những trang giả mạo đó như thế nào, nên tôi luôn tâm niệm nếu còn cầm cự được thì sẽ không kinh doanh, để khẳng định với mọi người rằng bất kỳ trang nào tên Lê Phương mà bán hàng đều là giả mạo. Nếu mình cũng buôn bán, tôi sợ rằng khán giả càng thêm nhầm lẫn và vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu muốn trục lợi từ uy tín của người khác. Dù tôi biết nhiều sản phẩm rất tốt và tin rằng nếu mình bán hàng sẽ được nhiều khán giả ủng hộ, nhưng tôi vẫn quyết tâm cố gắng làm như vậy, Lê Phương tâm sự.
Trung Kiên luôn giúp đỡ bà xã chăm sóc con nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, dù có chút khó khăn về kinh tế, nhưng Lê Phương cho rằng đây cũng là thời gian khiến cho vợ chồng cô hiểu nhau nhiều hơn. Nữ diễn viên cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ông xã Trung Kiên luôn tận tình chăm sóc, thậm chí lăn xả vào bếp để chiêu đãi gia đình nhỏ những món ăn ngon. Bảo Thy cùng gia đình anh trai thuê villa sát biển cách ly tránh dịch. Sau 2 tháng ở ẩn tại nhà, đến nay để thay đổi không khí, Bảo Thy cùng vợ chồng anh trai thuê căn villa sát biển Hồ Tràm để tránh dịch. Hiện tại Bảo Thy đang tận hưởng cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên ông xã đại gia. Sau 6 tháng về chung một nhà, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc cuộc sống xa hoa nhung lụa và độ cưng chiều của chồng dành cho mình. Từ khi bắt đầu làm vợ, công chúa bong bóng tập trung chăm sóc tổ ấm và đi du lịch khắp nơi cùng người đàn ông của mình. Bảo Thy và ông xã Phan Lĩnh hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ cùng gia đình anh trai đi nghỉ dưỡng tại biển sang chảnh. Mới đây trên trang cá nhân giọng ca Ngôi Nhà Hoa Hồng cũng vừa khoe loạt hình ảnh cùng vợ chồng anh trai Bảo Trần thay đổi địa điểm cách ly của mình từ nhà sang khu villa kế bên biển tại Vũng Tàu cực sang chảnh lãng mạn. Cô viết: "Mừng quá, sau 2 tháng nay em đã được đổi địa điểm để cách ly cho có chút không khí biển lãng mạn." Với chuyến đi này, nhiều khán giả cũng tò mò đoán rằng cô đi với ông xã Phan Lĩnh, nhưng nữ ca sĩ vẫn nhất quyết giấu kín bưng và không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào của anh trước công chúng. Ở nhà tránh dịch gần 2 tháng, nay Bảo Thy đã đi thay đổi không khí tại nơi khác. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung nhanh chóng chụp ảnh check-in khi nhận phòng. Bảo Trần cũng chia sẻ hình ảnh sống ảo dưới tay nghề của bà xã Trang Villa. Được biết giá thuê một căn biệt thự tại Vũng Tàu như thế này không hề rẻ, nằm khoảng 22 triệu một đêm. Đặc biệt, gia đình nữ ca sĩ còn thuê hẳn khu riêng biệt, có bể bơi và nhìn ngay ra biển. Mọi người tha hồ vừa bơi trong villa, vừa có thể ngắm bình minh hoàng hôn trên bãi biển. Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy cô chịu chi để có không gian cách ly thoáng đãng như vậy. Không gian view bên cạnh biển cực sang chảnh mà nơi nữ ca sĩ chọn để ở giữa mùa dịch bệnh. Có thể thấy cuộc sống vô cùng sung sướng của nữ ca sĩ kể từ khi kết hôn đến nay. Không chỉ được ông xã cưng chiều, Bảo Thy còn được anh đưa đi du lịch những nơi vợ muốn. Ảnh cưới của Bảo Thy cùng ông xã Phan Lĩnh ở Bali. Vừa qua, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh tình tứ của hai vợ chồng trong chuyến du lịch tại Bali. Đây là lần đầu tiên Bảo Thy công khai khung ảnh nô đùa bên ông xã đại gia, đặc biệt khoảnh khắc cả hai tay trong tay, nhưng cô vẫn chỉ khoe nửa kia ở góc nghiêng hay phía sau chứ không đăng ảnh cận mặt anh. Khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng người đẹp tại bãi biển nổi tiếng ở Bali. Nhìn khung ảnh đẹp và lãng mạn của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đến thời điểm hiện tại, cô ít tham gia các sự kiện giải trí, dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng. Cô khiến nhiều khán giả mắt chữ A mồm chữ O khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa, mua sắm hàng hiệu đắt đỏ, ngay cả pyjama mặc ở nhà cũng có giá hơn 100 triệu. Nhã Phương than thở khi vừa tập thể dục bị ông xã Trường Giang ép ăn. Nhiều lần thúc ăn của Trường Giang khiến Nhã Phương cũng phải bó tay vì sự chiều chuộng ông xã dành cho mình. Trường Giang Nhã Phương chính thức về chung một nhà từ năm 2018 và đến nay họ đang là một trong những cặp đôi có cuộc sống viên mãn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Cả hai có với nhau một cô công chúa nhỏ là bé Destiny, hiện đã 1 tuổi. Nữ diễn viên hạn chế nhận phim và tham gia sự kiện giải trí, dành hết thời gian bên con gái và làm tròn thiên chức làm mẹ. Không chỉ thế, người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nhã Phương than thở ông xã ép ăn sau khi tập thể dục. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã khoe Trường Giang sẵn sàng vào bếp chiêu đãi vợ món bò bít tết. Có thể thấy nam danh hài không chỉ giỏi nấu nướng những món ăn Việt Nam, miền quê đơn giản mà anh còn có thể biết luôn những món Âu như thế này. Một ông chồng có tài nấu nướng xuất sắc và ngon như vậy nên Nhã Phương chỉ biết than thở. Ngày tập sắp mặt, đêm ảnh mừng vậy, sao mà tôi sống nổi đây trời ơi, đành phải xin lỗi cô giáo lần thứ N rồi. Cô khoe món ngon từ tay ông xã Trường Giang vào bếp làm phục vụ vợ. Anh còn trổ tài trang trí món ăn. Ngay sau khi chia sẻ, Nhã Phương cũng tâm sự cùng một người em thân thiết trước sự ép ăn của ông xã sau khi cô vừa tập thể dục xong. Nữ diễn viên viết, chỉ tập thể dục chưa xong là ảnh đã gọi mẹ ơi ăn thôi, mồ hôi mồ kê chạy xuống ăn. Nửa đêm đi ngủ ảnh cũng gọi mẹ ơi ăn bò nha, hết dịch là chị Lăng. Người đẹp đã than thở khi ông xã thúc ăn đến tận khuya lúc gần đi ngủ. Nhã Phương cũng cho biết kiên trì tập thể dục dù mọi thứ rất khó khăn. Ái Phương bạn thân cũng ghen tị với cô khi được ông xã cưng chiều.
Trường Giang Nhã Phương khoe ảnh cưới lãng mạn sau 2 năm kết hôn. Cách đây vài ngày, loạt ảnh hiếm hoi đầy sự xúc động trong lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã được tiết lộ. Cụ thể, trong bộ ảnh cưới đẹp như mơ của nữ diễn viên, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với khoảnh khắc phụ huynh dắt tay con gái lên lễ đường để trao cho con rể. Nữ diễn viên được bố nắm tay vào lễ đường trong ngày trọng đại. Nhã Phương cười tươi khi được Trường Giang chăm sóc tận tình trong ngày lễ đính hôn. Những hình ảnh bí mật này đến nay mới được phía ekip tiết lộ. Danh hài Mười Khó hiện lên khuôn mặt đầy sự hạnh phúc bên bà xã. Trường Giang luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình. Sau kết hôn, anh càng tháo vát, đảm nhận mọi công việc nhà để chăm sóc vợ con. Nam danh hài còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn phục vụ gia đình sau những lúc đi quay về. Bên cạnh đó, anh từng chia sẻ mua hẳn bếp nướng và làm sẵn thịt để bà xã đi làm, đi quay phim để ăn uống đầy đủ và ngon miệng hơn. Cuộc sống êm ấm hiện tại của cô là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác. Cát Phượng đăng ảnh năm 20 tuổi kể chuyện ngủ chung cùng Lý Hải Minh Nhí. Những năm 20 tuổi, Cát Phượng từng thuê phòng trọ chung với nghệ sĩ Minh Nhí Lý Hải khi theo học tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cát Phượng kể chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bạc Liêu. 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Cát Phượng thi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh với điểm số cao. Nhưng vì không có tiền trang trải học phí nên chị phải bỏ học giữa chừng đi diễn để kiếm tiền mưu sinh. Chị kể, nhớ lại thời điểm có lúc không có vay quần chúng để đi, không ai mời làm bất cứ thứ gì, đói quá phải đi bán máu để mua mì gói sống qua ngày, ăn để sống, chờ vai diễn lớn hay nhỏ. Một thông tin gây chú ý được Cát Phượng chia sẻ là chị từng thuê phòng trọ chung cùng Minh Nhí Lý Hải. Trong khi hai đàn anh chạy xô thì Cát Phượng lo việc nấu ăn giặt giũ. Buổi tối cả ba ngủ chung trên chiếc giường chật chội. Lúc đó tôi như một thằng đàn ông đầy tóc tém. Ba anh em ngủ chung, tôi nằm giữa. Muốn ngủ riêng cũng không có giường, ngủ ngoài sợ muỗi cắn. Chị hồi tưởng lại, khi nghệ sĩ Minh Nhí thành danh kiếm được tiền mua nhà riêng thì đón Cát Phượng qua ở chung. Sau này Cát Phượng được đạo diễn Phước Sang mời về diễn ở sân khấu thể nghiệm và được biết đến với biệt danh cô Cát. Lý Hải và Cát Phượng có mối thâm tình từ ngày trẻ. Cát Phượng với Việt Trinh, cô Cát và đàn anh Minh Nhí giữ mối quan hệ thân thiết suốt mấy chục năm qua. Anh Phước Sang mời móc tôi ra cho vai diễn. Những vai diễn lớn đầu tiên ở sân khấu thể nghiệm 135 Hai Bà Trưng, rồi những vai khá nặng ký ở sân khấu Nhà hát Hòa Bình. Đối với tôi, nó như một giấc mơ và tôi nắm bắt cơ hội ngay và liền, không làm cho anh Phước Sang thất vọng. Từ đó cái tên Cát Phượng lớn dần. Bây giờ ít ai gọi tôi là Cát Bụi, Cát Phượng mà gọi tôi là cô Cát, bà Cát, chị Cát. Và cách gọi này Cát đây rất thích, vì đối với Cát nó là cái danh xưng rất thân thiện và gần gũi. Cát Phượng trải lòng.